こんにちは。はじめまして。私は久野です。今、厚生センターで日本語を教えています。こちらはアンさんです。日本語能力試験の N3 の読解で満点を取りました。アンさん、自己紹介どうぞ。皆さん、はじめまして。私はアンと申します。年齢は49歳です。出身は海防です。今、ハノイというところに住んでいます。現在、ゲーム会社で働いています。私の趣味はギターを聴くことです。将来、日本語の先生になりたいと思います。それで、来年日本へ行くつもりです。日本語の勉強には、今まで約1ヶ月間ぐらい勉強しています。厚生センターには、今年の3月から、N3 クラスに入りました。マラン先生のおかげで N3 レベルを取ることができました。点数は154点です。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。アンさん、どうやって日本語を勉強したんですか？như các bạn đã biết thì mình bắt đầu theo học ở trung tâm Kosei từ tháng 3 năm nay.Bắt đầu là khóa học trung cấp, sau đó là mình chuyển tiếp luôn lên khóa học N3 và cuối cùng là mình học khóa luyện đề. Trải qua 4 tháng học ở trung tâm Kosei thì rất may mắn là vào tháng 7 năm nay mình đã đỗ N3 với số điểm là 154 điểm. Trong đó phần từ vựng ngữ pháp là 52 điểm, phần đọc cai là 60 điểm và phần nghe hiểu là 42 điểm. Bắt đầu sau khi mà tốt nghiệp học viện ngân hàng thì mình mới bắt đầu học tiếng Nhật.Và đến nay thì cũng đã được 10 tháng rồi. Ban đầu thì cũng như các bạn ấy, mình cảm thấy tiếng Nhật học cũng khó, và không biết làm sao để học nhanh và đạt được số điểm cao. Lúc đầu thì mình cũng chỉ mong là đạt qua, đủ qua số điểm thôi. Sau quá trình học tập ở Kosei thì mình như kỳ thi vừa rồi các bạn đã thấy thì số điểm đạt cao nhất đó là phần đọc hiểu. Mình đạt được 60 trên 60 điểm.Nên là mình nghĩ chỉ cần có một lộ trình rõ ràng, phương pháp học tập cụ thể và cái mục tiêu, bạn phải đặt mục tiêu rõ ràng ấy, thì không có gì là bạn không đạt được. Và sau đây thì mình xin phép được chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân trong kỳ thi vừa rồi. Đầu tiên ấy, thì khi mà thi N3 thì phần đọc hiểu và ngữ pháp sẽ được phát chung. Nên là theo mình nghĩ là các bạn phải làm thật nhanh bước qua phần ngữ pháp để nhanh chóng bước vào làm phần đọc hiểu.Cái thời gian làm bài đọc hiểu thì khá là ngắn. Các bạn, theo mình nghĩ thì các bạn nên khoanh cái đáp án đầu tiên mà các bạn nghĩ nó là đúng. Đầu tiên thì như mình ấy, thì mình sẽ làm phần bài tìm kiếm thông tin trước. Sau đó là làm đến các bài đọc ngắn. Sau khi mà phần tìm kiếm thông tin và các bài đọc ngắn các bạn đã làm chắc rồi thì các bạn sẽ làm tới phần bài đọc chung và bài đọc dài. Cái thứ hai nữa thì trong quá trình màmuốn làm bài đọc hiểu nhanh ấy, thì mình nghĩ là các bạn cần phải học thật nhiều chữ kanji, học càng nhiều càng tốt, và làm sao mà đọc chữ kanji thì ra nghĩa luôn chứ tránh là phải chuyển sang hiragana, như thế sẽ rất là mất thời gian. Trong quá trình mà làm bài ấy, thì các bạn nên bám sát vào những cái câu chữ ở trong cái phần đọc hiểu đấy, tránh cái hướng mà tự suy luận là sẽ hiểu nhầm ý tác giả, rất là dễ quay nhầm đáp án. Và cuối cùng ấy thìbất cứ môn ngoại ngữ nào cũng thế thôi. Theo mình nghĩ thì cái quan trọng nhất vẫn là phần từ vựng. Các bạn ngoài cái từ vựng mà thầy cô đã dạy ở trên lớp ấy thì nên tìm kiếm từ vựng ở các giáo trình khác để trau dồi cái vốn từ vựng ấy để nó phong phú hơn. Khi đọc thì các bạn sẽ đọc nó nhanh hơn. Và cuối cùng thì các bạn nhớ phải đặt cho mình một cái mục tiêu thật là rõ ràng để lúc nào cũng quyết tâm cao độ, tránh là khi học thì nhanh nản chí.厚生センターのクラスについてどう思いますか？trước tiên thì mình rất là biết ơn trung tâm đã tạo điều kiện tốt nhất cho mình học những tận 3 khóa ở trung tâm, và cũng nhờ trung tâm và Mai Lan Sen Se rất là tận tình chỉ dạy và cho mình mượn rất là nhiều tài liệu và giáo trình. Ngoài những cái giáo trình trên lớp ấy thì mình còn được mượn rất là nhiều bộ đề, và chính nhờ cái sự mà đa dạng các tài liệu giáo trìnhcác bạn sẽ được học những cái cuốn mà chất lọc nhất trong các bộ giáo trình khác nhau, nên là khi mà bước vào làm bài thi ấy thì các bạn sẽ không cảm thấy khó nữa, và
gian để tìm kiếm những cái giáo trình mà phù hợp cho bản thân. Và hơn nữa thì như lớp mình là tháng cuối cùng thì lớp mình có đề nghị là trung tâm mở lớp ôn luyện đề, mặc dù là chỉ có 6 bạn thôi nhưng trung tâm cũng rất là tạo điều kiện cho lớp mình. Chính nhờ cái tháng cuối cùng đấy ấy, thì mình cảm thấy cái level của mình tăng lên rõ rệt. Rất là cảm ơn trung tâm và Mai Lan Sensei. Một lần nữa xin cảm ơn. Domo arigato gozaimashita. 皆さんも日本語能力試験でアンさんのように満点を取りたいですか？そうですか。日本語の勉強を頑張ってください。じゃあ、厚生センターで会いましょう。皆さん、さようなら。